Chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật tình hình thị trường. Trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và những trải nghiệm của mình trong thị trường và không được cho là lời khuyên đầu tư. Và các bạn chú ý thêm là có một số những kênh YouTube giả mạo được lập ra và đi vào phần comment để lôi kéo đầu tư. Nên các bạn rất là tỉnh táo. Mình không bao giờ nhắn tin trực tiếp để lôi kéo đầu tư. Nên các bạn phải hết cân sức cẩn thận. Đầu tiên là mình sẽ đi vào xem biểu đồ Bitcoin trước. Và mình sẽ cập nhật luôn mô hình VCorp. Thì trong video tuần trước khi mình làm video mình có nhận định là trong tuần vừa rồi và tuần tiếp theo mình sẽ có một đợt điều chỉnh xuống để test lại cái đường trung bình 50. Và tuần trước thì khi mình làm video thì giá cũng đâu tầm khoảng 38.400-500 gì đấy. Và không hề có một đợt điều chỉnh xuống lại cái vùng này mà giá lại tiếp tục đi lên. Test cái vùng kháng cự là 40.000 đến 42.200. Và có đỉnh điểm là mình có thể phá ra một tí. Phá ra được cái vùng kháng cự này, một tí lên phía trước. Nhưng mình lại gặp một đường trendline giảm lớn. Mình vẫn chưa đổi chiều. Đây là cái trendline giảm từ tháng 5, tháng 4 này. Tháng 4 và tháng 5 này. Ngày 14 tháng 4 và ngày 10 tháng 5 mình có một trend giảm. Và sau khi test lại cái đường này mình đã không vượt qua được mà là điều chỉnh xuống. Thì mình thấy là giá vẫn đi khá đúng theo kịch bản của bác VCorp. Sau khi mình xong giai đoạn C, mình test lại cái vùng kháng cự. Mình test vùng kháng cự và bây giờ mình đã có một điểm gọi là đỉnh cao, cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đây là những cái đỉnh trước mình có này. Là cái vùng là AR này. Là 42.200 này. Hay là cái đỉnh này. Là 41.300. Và cái đỉnh của mình gần đây nhất là đã lên là 42.600 rồi. 600-700 gì đấy. Và bây giờ mình cần một cái đáy sau cao hơn đáy trước. Thì mình có thể xem là những cái đáy ở đây. Cao nhất là đâu tầm khoảng là 35.000. 35.000 đấy. Trong khoảng đấy, khoảng từ trung bình là khoảng 35.000 100-200 gì đấy. Thì mình cần test lại cái vùng này. Vùng này vừa là nếu mà mình dùng Fibo để mình đo thì đây mình sẽ lấy Fibo khứ hồi mình đo nhé. Kéo lên trên đỉnh. Rồi ok, mình sẽ phóng to lên một tí. Thì đúng y là vùng 0.5 và 0.6 của chỉ số Fibo. Mình bỏ cái trend này dễ nhìn. Đây là nếu mà 0.5 của chỉ Fibo là rơi vào đâu tầm là 35.900, gần 36.000. Đấy, là mình đây là một cái vùng hỗ trợ rất là tốt giữa là 0.5 và 0.6. 0.6 là khoảng 34.300. Nên vì sao mình có một cái cây màu xanh này đây là vùng đáy của mình. Coi mình nâng cái vùng đáy từ 30.000. Vùng đáy cũ của mình ấy là cái vùng hỗ trợ cũ của mình là tầm 28.800 đến là 31.000. Và bây giờ mình có một vùng đáy mới là cái vùng mình cần phải test lại để mình có thể tăng trưởng tốt trong tháng 8 này. Đấy là lý do thứ hai là nó trùng với những cái chỉ số Fibo là 0.5 và 0.6 của khứ hồi của khung ngày. Đấy, nên vì sao mình có nhận định là mình cần phải test lại cái vùng khoảng 36.000 đến là 35, khoảng trung bình là 35.000 hay trong khoảng này. Đấy, lý do thứ nhất là mình cần một cái đáy sau cao hơn những cái đáy trước này. Đấy. Và thứ hai nó là nó trùng với cái vùng hỗ trợ Fibo khứ hồi. Và lý do thứ ba, đây cũng là cái vùng mà mình có đường trung bình là 50 ngày. Cũng rơi vào đầu đấy, khoảng hiện giờ là khoảng 34.900 này. Đấy, là khoảng gần 35.000. Nên cái vùng này là rất là quan trọng để mình test lại. Và mình nghĩ cái vùng này sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo rất là tốt, nên mình có thể di chuyển cái này lên. Đấy, là giá có thể chỉ biến động trong khoảng từ 36-35.000 lên đến cái vùng này là vùng kháng cự là 40.000 đến 42.200. Thì đấy là kịch bản mình nghĩ là tháng 8 này mình sẽ cần phải test lại đây. Đấy, và bắt đầu đi mới có thể phá được. Đó là sau đấy thì mình sẽ xem tỷ số RSI. Thì như video tuần trước mình có nhận định là mình cần test lại cái vùng này, và mình đã test lại, mình phá vỡ luôn cái vùng là 60 của chỉ số RSI, và mình cần xuống đây test lại cái vùng là 50 của chỉ số RSI, và thì giá sẽ rơi vào đầu trong cái vùng kháng cự này, cái vùng hỗ trợ này. Đó là phân tích chỉ số RSI. Tại vì bây giờ mình có cái trend tăng này. Đấy, và khả năng mình sẽ test lại đây, cạnh này, và cũng có khả năng cao là mình sẽ test lại cái trend giảm này, cái trend màu đỏ nhạt này. Tại vì cái trend này là trend mình đã phá vỡ 2-3 tuần trước, là cái trend giảm rất là mạnh mà đã được tạo khoảng 6 tháng. Đấy, vào ngày 21 tháng 7 mình đã phá cái trend này, và mình tăng rất là mạnh mẽ lên cái vùng quá mua. Nên mình nghĩ là mình cần test lại cái vùng này, hoặc thậm chí là xuống đây trong khoảng không này để test lại cái vùng hỗ trợ là khoảng 34.400 đến là 36.000. Rồi bây giờ mình đi qua xem đây là khung tuần đi, khung tuần của Bitcoin thì xem như thế nào. Thì mình đã đóng đến tuần. Khung tuần thì mình có chỉ số là Stock RSI, và các bạn có thể thấy là có hai đường, một đường màu xanh và đường màu đỏ. Hiện giờ đường màu xanh mình đã lên cái vùng là trên chỉ số 20 rồi. Điều cần thiết ấy là cái đường màu đỏ này lên đến vùng này, và nếu mình đóng đến trên vùng này là dấu hiệu là mình sẽ tăng rất là mạnh mẽ. Trong quá khứ này các bạn thể xem là trong ngày 28 tháng 9 hoặc là cuối tháng 9, sau khi mà mình có cái tín hiệu là hai cái đường này đều nằm trên cái vùng là 20 của chỉ số Stock RSI là tăng rất là mạnh mẽ. Mình có thể xem là giá biến động như thế nào sau khi mà mình có cái tín hiệu như vậy. Thì mình rất là gần rồi. Đấy, mình nghĩ là chỉ còn khoảng 1-2 tuần nữa thôi là mình có thể, cái đường màu đỏ này sẽ có thể nằm ở đây và sẽ có một đợt tăng tưởng rất là mạnh. Thì như mình xem là đây là đúng rơi vào là tầm cuối tháng 9. Mình lấy số liệu là ngày 5 đi, ngày 5 tháng 10 đi, thì mình sẽ đo là tăng bao nhiêu sau khi có tín hiệu đấy. Mình tăng liên tục trong vòng 3 tháng 91 ngày và tăng 297%. Nên cái chỉ báo này rất là thú vị. Các bạn nên chú ý xem cái chỉ báo này. Hay là giai đoạn trước đấy nữa, đây thì cũng có cái sự quay đầu sau khi mà cái chỉ số Stock RSI từ vùng là quá bán quay đầu ngược lại, thì cũng có sự tăng trưởng rất là mạnh. Đấy, thì đấy là lý do là mình nghĩ là giá trong tháng 8 này sẽ có sự tăng trưởng rất là tốt. Có thể mình sẽ kết thúc giai đoạn đi là giá có thể, bây giờ mình vặn mọi nơi xuống nhỏ lại, là giá có thể sau khi test lại cái vùng hỗ trợ này, mình sẽ bỏ cái Fibo này đi, thì test lại và mình sẽ có thể phá được cái trend giảm chính này, tổng này, và hoàn thành cái mô hình giai đoạn đi là mình nằm trên cái đường trung bình 200 ngày này. Đấy, mình nằm ở trên vùng kháng cự này. Đấy, và cái trong giai đoạn qua giai đoạn Y, qua giai đoạn Y thì mình có thể lên đến là đâu đấy tầm 58.000. Tại vì các bạn khi mà quay về dữ liệu quá khứ thì các bạn thấy là cũng có một giai đoạn rất là tương tự giai đoạn tuần vừa rồi, 2 tuần vừa rồi, là sau khi mình xuống giá điều chỉnh xuống cái vùng là 29.400 này, là có những tuần tiếp theo là tăng liên tục test lại cái vùng kháng cự là 40.000 và 42.000. Đấy, cũng có một giai đoạn tích lũy nhỏ trong quá khứ, giai đoạn này chỉ có khoảng 1 tháng thôi, hơn 1 tháng, 1 tiếng. Đấy, nhưng mà sau khi test lên, điều chỉnh lại một tí, một nhịp nhẹ, và giá đã phá vỡ cái vùng này, cái vùng kháng cự này mà lên rất là mạnh mẽ, lên đến 58.000, và cũng là cái vùng kháng cự mình nghĩ là mình sẽ cần lên trong giai đoạn Y, sau đó điều chỉnh xuống và mới lên tiếp được. Thì mình sẽ chờ đợi xem trong tuần này hoặc tuần sau gì đấy, mình nghĩ là cần thiết test lại cái vùng hỗ trợ ở cái vùng hỗ trợ ở đâu rồi. Có một cây màu xanh nó bị mất rồi. Đây này. Đây là vùng này là khoảng 34.400 đến 36.000. Và cũng có khả năng là sẽ rung lắc một tí, tạo ra một cái rau để thanh lý những cái lệnh long hoặc short của những nhà đầu tư. Như cái đợt vừa rồi là mình short squeeze sau khi mà mình phá vỡ cái đường trung bình là 50 ngày này, thì mình có thể xem dữ liệu về những lệnh long tại short đây. Như cái đợt này là đợt ngày 26 tháng 7. Đấy, rất là nhiều lệnh short đã bị thanh lý, và 3 ngày gần đây thì lại là những lệnh long bị thanh lý khá nhiều. Ngày 1 tháng 8 này, ngày 2 tháng 8 và ngày 3 tháng 8. Ngày này là có 242 triệu. Ngày 2 thì có 126 triệu và 146 triệu ngày 3. Thì có nghĩa là nhà đầu tư sau khi mà giá được bơm thổi lên cái vùng kháng cự này, nghĩ là giá sẽ phá vỡ như cái đợt cũ. Đấy, như cái đợt này. Sorry các bạn. Đấy thì nhiều nhà đầu tư đã đặt lệnh long ở đây, nhưng là giá đã bị đẩy xuống rất là mạnh để thanh lý những lệnh long đấy. Còn về tổng thể xu hướng thì mình nghĩ vẫn sẽ tăng, chỉ điều chỉnh một đợt nhẹ thôi để test lại cái vùng hỗ trợ này rồi mới tăng được. Bây giờ mình đi xem những cái dữ liệu gì nữa. Có một dữ liệu là rất thú vị là cái lượng Bitcoin được rút ra những cái sàn exchange rất là lớn từ ngày 26 tháng 7 này, có nghĩa là những ngày cuối tháng 7, một lượng rất là lớn. Thì có một bài báo mới vừa viết thôi, chia sẻ là có trung bình khoảng 100.000 Bitcoin đã được rút ra trong cái đợt cuối tháng này. Đấy, và người ta ước tính là bây giờ chỉ còn khoảng 13,2% Bitcoin lưu thông trên những cái sàn giao dịch. Thì điều đó chứng tỏ một điều là trong cái giai đoạn tích lũy này, những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bán cái lượng Bitcoin của mình ra, và hầu hết bán bao nhiêu ấy, thì đều được thu mua lại bởi những cái tổ chức lớn hay những nhà tạo lập thị trường. Và đây các bạn có thể thêm là này, 100.000 Bitcoin này một tháng, rất là lớn cái lượng Bitcoin. Tại vì sao bây giờ mình mới có chỉ số này? Tại vì khi mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy những cái dữ liệu on-chain là một lượng lớn Bitcoin được rút ra thì nghĩ là giá sẽ lên tiếp. Đây là cái bẫy khá thú vị để mà nhà đầu tư long Bitcoin. Đấy, nhưng mà giá đã được đẩy xuống một tí để thanh lý những lệnh long này. Nên nhà đầu tư hay là những nhà tạo lập thị trường người ta cứ mua thôi, ta tích lũy xong rồi chờ một đợt khi mà giá được đẩy lên cao, ví dụ lên tầm này, lên đến vùng là khoảng 40.000 thì mới có sự rút ra khỏi sàn để cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy là cái lượng Bitcoin outflow rất là lớn nên nghĩ là giá sẽ được đẩy lên và đã long Bitcoin. Nhưng thực tế là đấy là một cái, mình nghĩ là một cái nước cờ cho những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy để long thôi, nhưng mà sau đấy là đẩy giá xuống để thanh lý những lệnh long đấy. Nên nói chung là mình phải hết sức cẩn thận, nếu các bạn là trader phải hết sức cẩn thận phân lý khi mà phân tích dữ liệu on chain, có nghĩa là khi mà thấy một lượng outflow lớn chưa có nghĩa là giá sẽ đi lên. Đấy, như trong giai đoạn này đấy, nếu mà mình bị xem dữ liệu quá khứ mà mình nghĩ như vậy là mình nghĩ là giá sẽ phá đi lên đây. Nhưng mà điều khác biệt ấy là trong quá khứ khi mà giá tăng từ 29.000 tầm vùng 29.400 lên cái vùng mà kháng cự là 40.000 này, thì lúc này mình đang là uptrend, không có cái lực cản gì nhiều. Còn hiện giờ mình lại hoàn toàn khác, là mình có rất nhiều cái lực cản. Thứ nhất là cái đường trend line down này. Đấy, thứ nhất. Thứ hai là mình vẫn đang trong cái mô hình tích lũy, cái vùng mà cản của mình là 42.200. Thứ ba nữa là một cái đường cản nữa là đường 200 ngày này. Nên rất nhiều cái đường cản nó không khác, nó không giống như cái đợt này. Cái đợt này mình dễ dàng phá được cái vùng cản này. Chỉ có một tin tốt là Tesla mua Bitcoin ở đâu đây trong giai đoạn này là giá đã được pump rất là mạnh lên đến tầm 58.000. Thì đấy là quan điểm của mình, là mình sẽ nghĩ là mình vẫn chờ đợi một đợt rung lắc về vùng này, vùng hỗ trợ này là khoảng 34.500, 400 gì đấy đến 36.000. Bây giờ mình xem là total 2 thì sao. Thì mình chủ yếu mình đầu tư altcoin với một lượng vốn nhỏ, thì mình sẽ nghĩ là đầu tư vào altcoin thì tỷ lệ lợi nhuận sẽ tốt hơn. Thì mình sẽ xem nhìn total 2 là altcoin như thế nào. Thì khi mà Bitcoin tăng trưởng trở lại thì altcoin cũng có sự tăng trưởng rất là tốt trong những tuần vừa rồi, và cũng điều chỉnh lại khi mà Bitcoin điều chỉnh. Và hiện giờ mình vẫn đang cả trên hai đường là đường trung bình 50 và 200. Và mình nghĩ là cần điều chỉnh xuống cái vùng này là khoảng 791, 790, khoảng 790 tỷ đô. Thì đây là cái vùng Fibo 0.5 của mình trong cái đợt tăng trưởng từ sau cái Bitcoin halving đến bây giờ này, 0.5 của chỉ số Fibo. Đấy, thì mình nghĩ là đây mình cần test lại cái vùng đấy, và cũng có khả năng là mình sẽ test đến cái vùng này, cái đường trung bình 200 ngày. Đấy, khả năng cao thì tương ứng với đợt điều chỉnh của Bitcoin, khi mình nhận định Bitcoin điều chỉnh xuống cái vùng là 36.000 hoặc là 35.000 gì đấy. Rồi bây giờ mình về bản thân mình ấy, thì nếu mà có điều chỉnh thì mình có một số lệnh đây, mình có một số lệnh chờ, mình mua thêm ADA, mua thêm Alice, thì cứ rải thôi, biết đâu lại rung lắc mạnh thì mình lại trúng, rải xuống. Đấy là cái kế hoạch của mình trong tuần này và tuần tiếp theo. Rồi, ok, thì đấy là cập nhật nhanh tình hình và cũng như nhận định của mình trong những tuần tiếp theo, và cũng như là những tháng này. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho xin mình một like để mình có động lực làm video. Xin chào, tạm biệt các bạn.